VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Tôi như chuẩn bị cho mình một cái tâm hồn. Đúng, một trái tim yêu thương. Một cái bộ cánh thật là tuyệt vời. Ê, đúng rồi, đã nói với ảnh rồi. Gắn bộ cánh, ta không biết rằng là đêm concert không biết tụi mình có bộ cánh không? Không. Không có luôn hả? Tự nhiên người ta lo cho mascot chung kết chứ ai cũng lo cho mascot bị rớt. Dạ, ừ đúng rồi đó. Dạ, em chào anh, tụi em là rớt đầu tiên. Trời ơi, rớt à. Giới thiệu. Anh chưa, ảnh nhớ thì mọi người. Dạ, thành công rồi. Anh phải quay qua, anh hỏi là, ủa, tụi em có thi nữa hả? Đó, như vậy anh nhớ là tụi em thành công rồi, cảm ơn anh, thật sự. Mình sẽ bùng số A, mình sẽ bùng nổ. Quên lộn. Cái gì? Dạ, dạ, dạ. Tại thì Quân đã vừa mới tập luyện xong với bên nhạc và tất cả mọi người ngày hôm nay và hy vọng sẽ được gặp tất cả mọi người ở trong live concert của The Masked Singer năm nay nhé. Và có một thông tin nữa cho Quân muốn gửi tới mọi người rất là đặc biệt, đó là khách hàng VIP của Vion khi mua vé sẽ được giảm 30% đó, cho nên mọi người hãy nhanh tay mua đi chứ hình như Quân nghe đảo là chỉ còn có số ít vé thôi nhé. Hẹn gặp mọi người. Bay ơi. Trời sợ mũi đắp con lợn. Bay ơi. Bay ơi. Sao rồi, tình hình tập kinh sực ở đâu rồi? Có tập được gì đâu. Tôi như chuẩn bị cho mình một cái tâm hồn. Đúng, một trái tim yêu thương. Một cái bộ cánh thật là tuyệt vời. Ê, đúng rồi, đã nói với ảnh rồi. Gắn bộ cánh, ta không biết rằng là đêm concert không biết tụi mình có bộ cánh không? Không. Không có luôn hả? Người ta lo cho mascot chung kết chứ ai cũng lo cho mascot bị rớt. Dạ, ừ đúng rồi đó. Dạ, em chào anh, tụi em là rớt đầu tiên. Trời ơi, rớt à. Giới thiệu. Anh chưa, ảnh nhớ thì mọi người. Dạ, thành công rồi. Anh phải quay qua, anh hỏi là, ủa, tụi em có thi nữa hả? Đó, như vậy anh nhớ là tụi em thành công rồi, cảm ơn anh, thật sự. Em rớt cũng được là mọi người rớt từ tụi em là đó một sự thành công. Ê, nhà nước biết kìa. Đúng vậy. Bây giờ cơ hội muốn biết nhiều hơn không? Không. Một bài hát mới luôn. Bài mình chưa có diễn, mình rớt mình chưa kịp diễn. Chính xác. Đúng rồi, ngày 16 tháng 12. Đúng. Có làm gì không? Có múa lửa, múa đồ gì không? Không múa đồ, có gì để đệm nha mọi người. Đúng vậy, mọi người hãy nhớ mua vé và xem concert All Star vào ngày 16 tháng 12. Thôi bỏ đại xu đi. Và mọi người ơi, nếu như là khách hàng VIP của Vion thì sẽ giảm 30%. Thì được mua vé giảm 30%. Giảm 30% khi mua vé à mọi người. Yeah. Nếu như là khách hàng VIP nha. Đúng rồi, không có thể hàng VIP thì còn bình là thường có hàng VIP thì mới được giảm. Còn bình thường đọc bá Phạm Đình Thái Ngân cũng được giảm 30% luôn. Cái gì vậy? Không lại cắt cho em đi. Bớt bớt hết đi nè, anh nói chuyện mà còn lớn nè, anh phải dùng cái micro này ra ngoài luôn. Bớt hát, bớt xuống hết nhiều, tối lát luôn. Cái mic này là hồi nãy giờ anh dùng ra ngoài luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh xuống đi. Em cảm ơn mọi người à. Cháo luôn á. Anh vào đi, mời mọi giờ người. Đi quay lại mới bính hay anh nè. Vô đi anh. Tập chưa? Giờ đó mà anh cho quay lại đi. Cho quay lại một lần nữa đi, mới chất lượng mới hay, giờ mới thấm lại nè. Được cả. À không đúng á. Dạ ok ok ok. Bữa đó anh bỏ cỡ rồi. Mọi người ok em ok. Em làm ơn mọi người à. Em tỏ đây. Nên có một cái dạng ý lên á. À không, anh bỏ luôn. Anh biết rồi đó, nhưng mà anh em ở ngoài cao. Em kết xuống mình hay thôi. Dạ ok. Cái đó là Nói vô vậy đó. Cái nữa nha.